Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Cựu Thư ký Thứ trưởng Y tế, cựu Cục trưởng Lãnh sự và cựu Phó phòng Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an tiếp tục bị phạt chung thân. Hoàng Văn Hưng được giảm còn 20 năm tù. Báo VN Express thông tin. Trong phán quyết công bố sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo tuyên y án chung thân với cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên, cựu Phó phòng Tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Vũ Anh Tuấn và cựu Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan. Hội đồng xét xử cho rằng ba bị cáo nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn, Kiên 42,6 tỷ đồng, Tuấn 27 tỷ đồng, Hương Lan 25 tỷ đồng. Bị cáo Kiên và Tuấn đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả. Tuấn thừa 300 triệu đồng, bà Lan nộp 6,2 tỷ đồng nhưng hành vi của họ gây bức xúc dư luận, cần xử phạt răn đe để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Một cựu cán bộ công an khác tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh là Vũ Sĩ Cường cũng bị bác kháng cáo y án 9 năm tù. Với cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng, 43 tuổi, cựu trưởng phòng 5, Cục An ninh điều tra Bộ Công an, tòa phúc thẩm đánh giá có tình tiết giảm nhẹ là nhận tội, nhiều thành tích trong công tác, hai bác ruột là liệt sĩ. Hưng vì thế được chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt từ chung thân xuống 20 năm tù. Theo bản án phúc thẩm, bị cáo Hưng nhiều lần gặp gỡ hai sếp doanh nghiệp đang bị điều tra tại nhà cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn để hướng dẫn khai báo. Hưng sau đó lừa đảo chiếm đoạt 800.000 đô la tiền chạy án. Bên cạnh đó có nhiều thay đổi về mức án cho các bị cáo so với phiên sơ thẩm trước đó. Hai người khác tại Bộ Ngoại giao là cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng được giảm còn 14 năm tù, sơ thẩm 16 năm. Cựu Cục Phó Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng bị phạt 10 năm tù, sơ thẩm 12 năm. Ông Dũng và Tùng được ghi nhận đã hoàn thành đủ và thừa nghĩa vụ khắc phục hậu quả. Số tiền nhận hối lộ, ông Dũng 21,5 tỷ đồng, Tùng 12 tỷ đồng. Cựu Cục trưởng Lãnh sự Hương Lan đã nộp khắc phục 6,2 tỷ đồng và dùng toàn bộ tài sản đang bị kê biên để hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Người cuối cùng trong nhóm 6 bị cáo nhận hối lộ xin giảm nhẹ hình phạt là ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, được giảm 1 năm tù, án sơ thẩm 6 năm, vì nộp lại hết 5 tỷ đồng nhận hối lộ, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Với hai cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia là Nguyễn Hoàng Linh và Đặng Minh Phương, hội đồng xét xử nhận thấy Linh và Phương phạm tội theo chỉ đạo của cấp trên, vai trò thứ yếu. Quá trình điều tra xét xử, cả hai được ghi nhận thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả. Tòa tuyên phạt Linh 30 tháng tù treo, sơ thẩm 30 tháng tù và Phương 18 tháng tù treo, sơ thẩm 18 tháng tù, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại nhóm đưa hối lộ, trừ Phạm Bích Hằng, giám đốc công ty Vinamichi, bị y án 20 tháng tù, 7 bị cáo còn lại đều được giảm án. Trong đó, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Blue Sky, Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng đều được giảm 2 năm tù. Ông Sơn còn 8 năm, Hằng 9 năm. Trong vụ án có hai người không có đơn kháng cáo là cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn và cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận thấy cần giảm nhẹ hình phạt cho họ để đảm bảo sự công bằng của pháp luật và thể hiện sự khoan hồng. Ông Tuấn vì thế được giảm còn 4 năm tù, sơ thẩm 5 năm do môi giới hối lộ. Ông Thái án 3 năm, sơ thẩm 4 năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ chuyến bay giải cứu, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của vợ cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội về việc được trả lại tiền vàng bị thu giữ trong quá trình khám xét nhà, báo Vietnamnet thông tin. Sáng 26 tháng 12, tại phiên tòa phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu, bà Đinh Thị Tuyết, vợ ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cung cấp biên lai nộp khoản tiền phạt bổ sung 50 triệu đồng của ông Tuấn. Ông Tuấn được miễn án phí hình sự sơ thẩm, do đó xác định đã thực hiện xong các quyết định của bản án sơ thẩm. Bà Tuyết đề nghị trả lại cho gia đình 210.000 USD, 146 lượng vàng bị thu giữ khi khám xét nhà ông Tuấn, đề nghị hủy bỏ lệnh phong tỏa số tiền 1 tỷ đồng tại ngân hàng. Trước đó, ông Nguyễn Anh Tuấn bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 5 năm tù với cáo buộc môi giới hối lộ hơn 61 tỷ đồng. Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Tuấn có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt, nhưng sau đó xin rút kháng cáo để được thi hành án và có điều kiện điều trị căn bệnh ung thư thực quản đang tiến triển. Dù vậy, bà Tuyết vẫn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm cho rằng các đề nghị trả lại tiền vàng
hủy bỏ phong tỏa số tiền 1 tỷ đồng của bà Tuyết như trên là có căn cứ, do ông Tuấn đã thực hiện xong các quyết định của bản án sơ thẩm. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của ông Tuấn bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù là phù hợp. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khắc phục toàn bộ hậu quả mà bản án sơ thẩm đã tuyên. Để phát hiện, xử lý, truy tố xét xử được bị cáo Hưng là thành tích, công sức rất lớn của các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc công ty Blue Sky và Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc công ty Blue Sky. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hậu quả của vụ án đã được khắc phục. Tại phiên tòa phúc thẩm, cả ba bị cáo Hưng, Hằng, Sơn đều được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Để đảm bảo sự công bằng của pháp luật, đại diện Viện Kiểm sát thấy cần giảm nhẹ hình phạt cho ông Nguyễn Anh Tuấn để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Vậy nên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng điều 345 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận đề nghị trả lại cho gia đình bà Tuyết 210.000 USD, 146 lượng vàng bị thu giữ khi khám xét nhà của ông Tuấn và hủy bỏ lệnh phong tỏa số tiền 1 tỷ đồng ở ngân hàng, đề nghị hội đồng xét xử giảm án cho cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội còn 4 năm 6 tháng tù. Ông Tô Anh Dũng bị tuyên 16 năm tù tại bản án sơ thẩm đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa ngày 25 tháng 12, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế tha thiết mong hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá lại toàn bộ tính chất phạm tội, đồng thời thể hiện sự ăn năn hối cải. Dù nhận tội, ông Dũng vẫn cho rằng quy kết của bản án sơ thẩm về việc doanh nghiệp đến gặp bị cáo đặt vấn đề đưa tiền để được giúp cấp phép chuyến bay là chưa phản ánh khách quan, đầy đủ thực tế cũng như tính chất vi phạm. Trình bày tại tòa, ông Dũng khẳng định, trong suốt quá trình tham gia chuyến bay giải cứu, bản thân không dám làm bất cứ sai phạm nào. Quá trình tiếp xúc gặp gỡ doanh nghiệp, bị cáo không có mưu đồ gì, bị cáo tiếp xúc với doanh nghiệp đều là sự chủ động của họ. Bị cáo gặp để gỡ rối cho doanh nghiệp, không vỏi vĩnh đòi tiền. Ông Tô Anh Dũng cho biết, bị cáo nhận thức sai phạm, đây là sai lầm hết sức đau đớn, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao. Bị cáo rất ăn năn hối lỗi. Quá trình khai báo, ông Dũng còn cung cấp thêm một số tình tiết để xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình, như quá trình công tác được tặng thưởng huân chương lao động, tích cực kêu gọi hỗ trợ vaccine, gia đình có công với cách mạng. Trước khi dừng lời, bị cáo Dũng nói bản thân hiện đã có tuổi, sức khỏe giảm sút, thường xuyên bị đau nhức, bị bệnh hiểm nghèo, phải chăm sóc mẹ già. Bị cáo Dũng cũng cho biết thêm, đây là điều hết sức đau đớn với bị cáo, xin tòa cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng. Có mặt tại tòa, vợ bị cáo Dũng bật khóc nghẹn ngào, xin tòa giảm án cho chồng và xin được giải tỏa tài sản của gia đình đang bị kê biên. Vợ cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định đã khắc phục hậu quả thay chồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.